Thưa quý vị, ở tỉnh Long An, chúng ta có một gia đình đang phải sống trong bất an, lo sợ vì liên tiếp bị nhóm người lạ ném chất bẩn. Gia đình cho biết không có mâu thuẫn với ai, không nợ nần, vay tín dụng, nhưng ba lần bị phá rối, thiệt hại tài sản, suy sụp tinh thần. Tháng 7 năm 2023, nhà của chị Phạm Thanh Trà, 34 tuổi, ở xã Đức Hòa Thượng, Nguyễn Đức Hòa, tỉnh Long An, bị nhóm người ném gạch đá chất bẩn buộc màu nhiều lần. Camera ghi nhận hình ảnh nhóm thanh niên đi xa máy dừng ngay trước cổng nhà. Sau đó cả nhóm bước xuống dùng gạch đá bột màu ném mạnh vào trong nhà làm hư hại cửa sổ và một số đồ vật trong nhà. Theo trình báo của người dân, trong tháng 7 đã có 3 lần bị ném chất bẩn vào các ngày 1 tháng 7, 5 tháng 7 và ngày 30 tháng 7. Gia đình đã trình báo công an xã Đức Hòa Thượng. Hiện cơ quan công an đã nắm vụ việc và đã tiến hành trích xuất hình ảnh camera để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.